Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng tôi không phải kiêu ngạo nhưng tự hào vì mình và con dân của Chúa có thể đóng góp để xây được đền thờ của Chúa. Và cảm ơn Chúa khi mà tôi nhìn lại cuộc đời mình 18 năm được Chúa kêu gọi ở trong việc đó là kinh doanh bên ngoài. Hiện nay thì tôi là mục sư để chăm sóc hội thánh. Nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái business để chúng tôi làm kinh doanh nữa. Cái công việc của chúng tôi cũng rất là vất vả. Và tôi muốn hỏi ở đây là có bao nhiêu người là những người đang làm tiệm nail hay làm có một cái business riêng thì giơ tay lên nè. Ở đây có bao nhiêu người? Ok. Tức là mình có một cái tiệm nail riêng hoặc là một cái business riêng của mình á? Không có. Có hình như một vài cánh tay. Ok, có một vài cánh tay. Thật sự là xin Chúa ngài ban phước cho những cánh tay được giơ lên. Vì tôi thấy rằng Đức Chúa Trời ban phước cho công việc của chúng tôi rất là nhiều khi tôi hiểu được cái giá trị cuộc đời của mình. Và khi mục sư Dũng, vì một sự tình cờ, thì mục sư Dũng có nói là hôm xuống ghé đây đi. Và cảm ơn Chúa tôi được xin phép và ghé tại đây. Và mục sư Dũng cũng đã tạo cơ hội để tôi có thể đứng ở đây để cùng học hỏi lời Chúa với hội thánh của Chúa. Có đôi lúc một số người ngày hôm nay nghĩ rằng khi mình hầu việc Chúa, mình bước đi với Chúa, mình làm việc bên ngoài để kiếm tiền, nó không có thiêng liêng. Nó không có thánh. Và đôi lúc chúng ta có một cái gọi là một cái quan điểm mà dường như nó trái chiều. Một mặt thì muốn được phước hạnh, một mặt muốn được Chúa ban phước, nhưng một mặt thì lại suy nghĩ theo cái cách của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi tôi bước đi ở trong cái lẽ thật của Chúa và ở trong nền tảng lẽ thật của Chúa đó, thì tôi thấy cuộc đời tôi và gia đình tôi rất là được phước hạnh. Vì mình biết được lẽ thật sẽ giải phóng và buông tha cuộc đời của chúng ta. Và buổi sáng nay tôi muốn gửi đến cái chủ đề đó là làm việc và thờ phượng. Dường như chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta thờ phượng phải là khi chúng ta đứng ở trên bục giảng, chúng ta cầm micro hoặc là chúng ta cầm đàn hoặc là chúng ta ca ngợi Chúa mới gọi là thờ phượng. Hoặc là chúng ta đứng tại đó chúng ta hát ca ngợi Chúa và cầu nguyện mới được gọi là thờ phượng. Nhưng không, quý vị ơi, buổi sáng nay chúng ta sẽ hiểu rõ hơn việc mà thờ phượng và làm việc nó có một sự tương quan gì ở trong chính lời của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta hiểu điều này đó thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có mọi kế hoạch cho con dân của Chúa khi thờ phượng Ngài. Và cảm ơn Chúa, tôi sẽ được đọc lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1, Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 như thế này. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên kể cả khi Chúa ngài đặt chúng ta ở trong cái môi trường bên ngoài làm ăn kinh tế, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt sự vinh hiển của Chúa là trên hết và chúng ta làm vì cớ vinh hiển của Chúa thì chắc chắn chúng ta được phước. Bây giờ chúng ta phải đi từng bước. Ngày hôm nay tôi có tâm sự với một số người thì họ có một cái tư tưởng mà dường như ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều khổ đau, gặp nhiều cái nghịch cảnh. Thì có hay chăng trong suy nghĩ của họ nghĩ rằng chúng ta bị một cái gọi là rủa xả? Mà cũng đúng thôi, tại vì Kinh Thánh đầu tiên trong Sáng Ký đoạn 3 từ câu 17 tới câu 19 á, ghi rõ là đất bị rủa xả, đất khô cằn nên chúng ta mới khổ cực ngày hôm nay để chúng ta kiếm tiền. Và tôi có nghe nói rằng ở bên Mỹ này, khi mà một số người làm thì người ta dùng cái từ là bị đô vực á. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm mỗi giờ để có tiền. Và đôi lúc đó chúng ta phải lo tiền nhà nè, rồi tiền xe nè, tiền bảo hiểm nè, tiền điện, tiền nước, rồi tiền con cái học hành, rất rất là nhiều tiền. Và đôi lúc chúng ta không dám nghỉ. Để chi? Để chúng ta đi làm thì chúng ta kiếm tiền. Và dường như chúng ta nghĩ rằng phải từ cái ông tổ của chúng ta là ông Adam đó và bà Eva đó đã phạm một tội sai lầm và cuối cùng chính chúng ta là người gánh lấy cái hậu quả đó. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thế nào à? Chúng ta luôn có một cái tư tưởng đó. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta bị mặc định là chúng ta phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà không, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đi từng bước để chúng ta thấy rõ được cái câu chuyện này khi mà chúng ta ở trong lời của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng phần ha. Đó là trong Sáng Ký đoạn 3 câu 19 đó là chúng ta bị rủa xả. Hiện nay á thì thường thường trong cái xã hội á, người ta sẽ phân ra làm hai phần. Thứ nhất á, là người ta làm công việc gọi là bằng chân tay, lao động chân tay. Có nghĩa là mình đi làm hồ, làm xây dựng,
rồi mình làm cắt cỏ hoặc là làm gì bằng đôi tay mình làm á, làm nail cũng là lao động chân tay đó, và đó là một cái hình thức lao động kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Rồi cái lao động thứ hai nữa đó là được gọi là lao động trí óc, có nghĩa là người ta sẽ dùng cái khối óc của mình, người ta làm ở những cái công ty để người ta làm tiền nhiều và cao hơn. Và đối với một số người Việt của chúng ta đó là thường thường không có dạy con mình rõ, và thường thường nói với con mình là con ơi ráng học đi, ráng học để làm gì, để sau này có trình độ mình làm ở công ty lớn hơn rồi có nhiều tiền. Và chúng ta không giải thích là lý do tại sao. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong lời của Chúa, và khi mà tôi ở trong lời của Chúa đó, thì tôi phát hiện ra một điều, đó là ở trong Sáng Ký đoạn 3 câu 17 câu 19 mà chúng ta vừa xem qua đó, thì Đức Chúa Trời Ngài cho chúng ta nhìn nhận một góc độ, đó là khi Ngài tạo dựng nên Adam và Eva, vào thời điểm bây giờ Adam và Eva có lao động chân tay và có lao động trí óc không quý vị? Tức là ông tổ của chúng ta đó, là lao động chân tay và lao động trí óc không? Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là gì? Cái lao động chân tay đó là Đức Chúa Trời giao cho Adam một quyền quản trị, và bên cạnh đó là Ngài giao cho Adam đó là quyền để giữ vườn. Hãy hiểu và hình dung nếu chúng ta có một cái khu vườn vài hecta, có một mình có thể làm nổi không? Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại là vào thời điểm bây giờ chỉ có một mình Adam thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời giao cho ông một cái gọi là một cái khu vườn rất là lớn. Và việc mà để ông làm sao để ông phát triển những cái giống cây, làm sao để phát triển những hạt giống, và làm sao để cho cái khu vườn đó nó tốt lành hơn, thì chúng ta phải hiểu rằng cái công việc mà Adam lúc bây giờ, xin thưa quý vị, đó là có bị cực nhọc không? Tôi nghĩ cực nhọc lắm à. Không có đơn giản đâu, tại vì hạt giống mà gieo xuống mà không có chăm sóc đó, thì chim trời sẽ ăn hết. Và những làm sao để những cái cây, những cái hạt giống đó, những cái quả đó mỗi ngày nó được phát triển, thì Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ đó cho Adam. Và từ thời xa xưa đó, Adam cũng là người đã gọi là lao động chân tay để làm điều đó. Vậy Adam làm điều gì để nói ông là lao động trí óc? Và khi chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh á, trong phương đoạn mà chúng ta vừa được nêu á, thì có một việc mà chúng ta nhận thấy, đó là ông cực kỳ khôn ngoan. Hãy nhớ rằng khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng ra loài người và Ngài tạo nên tất cả mọi muôn thú á, thì nổi việc đặt tên của các con thú thôi cũng là một cái công việc không phải đơn giản. Tôi không nghĩ một ngày ông phải đặt tên con này con kia và làm sao để nhớ từng con. Như vậy thì tôi nghĩ không có dễ. Giống như mình nuôi một cái loài thú nào hoặc là một cái con chó nào ở nhà đó, thì nó đều có cái ngoài cái tên mình đặt, nhưng mà nó là cái giống của nó. Thì riêng loại chó thôi thì cũng rất là nhiều loại chó. Riêng loại mèo không rất là nhiều loại mèo. Nhưng mà mình hiểu rằng là rất là nhiều muôn thú như vậy. Adam phải suy nghĩ nát óc luôn để đặt tên từng cái con thú đó và làm sao nhớ tên của các con thú đó. Riêng cái nội như vậy không cũng nhức cái đầu rồi. Và cảm ơn Chúa, từ thời xa xưa như vậy Adam và Eva cũng đã phải đối diện cái điều đó để xử lý vấn đề đó. Cho nên ngày hôm nay việc mà chúng ta lao động chân tay, chúng ta kiếm tiền, nó không phải là một cái điều gì đó mà cảm thấy nó là áp lực cho chúng ta. Nhưng mà trước đây và thời thì Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người thì Ngài cũng đã cho phép điều này xảy ra. Và nếu mà chúng ta có cơ hội để chúng ta nâng cao hơn, chúng ta học hành tới nơi tới chốn, chúng ta được đi vào những cái công ty làm, hoặc là thậm chí chúng ta mở công ty để chúng ta vận dụng khối óc mình để điều hành công ty, đó là điều mà trước đây Đức Chúa Trời cũng đã từng ban cho Adam. Nhưng vì cớ tội cho nên Adam và Eva bị đuổi xả và bị đày xuống khỏi vườn địa đàng, và có những cái lời đuổi xả cặp theo. Nhưng mà tôi muốn chuyển thông điệp này với tất cả con dân của Chúa tại đây, đó là gì? Đó là ngày mà Chúa Giêsu đóng lên trên thập tự giá, và những người nào tin nhận nơi Ngài thì Ngài sao à? Chuộc mua tất cả sự đuổi xả đó trên chính cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta có quyền nhân danh Chúa để cắt đứt điều đó. Vì sao vậy? Chúa gánh lấy hai tội của chúng ta và những gì mà đã ứng định cho cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh hai cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta gặp biến cố nào trong cuộc đời của mình, giống như sáng tôi có tâm sự với một cái cô đó, thì cô nói là chắc cuộc đời mình bị vậy đó, cho nên là con cái mình, gia đình mình như vậy. Mình không chấp nhận điều đó, vì phải biết rõ một điều là gì? Đó là Chúa Ngài đã chết hai tội cho mình và gánh hai tội cho mình rồi. Không có quyền gì cầm buộc cuộc đời của mình khi mình thuộc về Chúa. Có thể là một lúc nào đó trong cuộc đời mình ma quỷ nó đem cái tư tưởng nó vào mình, nhưng mà hãy nhớ một điều, đó là chúng ta là thuộc về Ngài, và Chúa Giêsu đã đến thế gian này để chết thay cho chúng ta. Cho nên nếu chúng ta sống trong cái vòng luẩn quẩn như vậy thì chúng ta sẽ bị mắc mưu ma quỷ và sống không đẹp lòng Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một phần quan trọng.
Ở khi mà tôi nói chuyện với một mục sư ở bên Mỹ á, thì ông có diễn giải cho tôi như vậy. Người Do Thái á, họ có những cái cụm từ, chỉ có một cụm từ thôi, nhưng mà rất là rộng nghĩa. Giống như tôi đang làm cái sản phẩm, những cái sản phẩm đặt tên là Shalom á, thì Shalom rất là rộng nghĩa, nó không phải là chữ bình an không, nhưng mà Shalom cũng là một lời chào, cũng là một lời chúc phước, cũng một lời, một thông điệp. Nó rất rất là nhiều rộng nghĩa như vậy. Và khi mà nói tới một cái từ, cụm từ của người Do Thái á, thì nó mang rất là nhiều nghĩa cho một cái ngôn ngữ khác. Giống như tiếng Mỹ, tiếng Anh á, thì có những cái cụm từ, ví dụ như là I love you, người ta dùng cái là ngôi thứ nhất á, là ai. Hay you, you là ngôi thứ hai, là nói về ví dụ như mẹ, cha, anh chị là người thứ hai. Chỉ có một chữ you thôi nhưng mà rất rộng nghĩa. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng người Do Thái họ có những cái từ mà rất là rộng nghĩa. Và khi người ta tra cứu lại từ Do Thái cổ á, thì cái từ mà Avoda thì được gọi là làm việc, nhưng cũng là từ thờ phượng. Quý vị hãy nhớ rằng cái cụm từ Avoda là nguyên gốc của Do Thái cổ, thì có nghĩa là làm việc và thờ phượng cùng một nghĩa. Cho nên khi mà chúng ta hiểu cái từ Avoda này á, thì chúng ta sẽ rất là rõ ràng ở chỗ đó là khi quý vị làm việc cũng là lúc quý vị thờ phượng. Và khi quý vị thờ phượng thì cũng có nghĩa giống như cái việc chúng ta đi làm kiếm tiền, thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn, rồi rõ nghĩa hơn ở trong cuộc đời mình bước đi với Chúa. Cho nên việc kiếm tiền không phải là việc không thánh. Có nhiều người nói đi kiếm tiền không có thánh, không phải. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc mà chúng ta kiếm tiền á, mà mình hiểu rằng đó là việc mà mình thờ phượng Chúa, giống như một hành động thờ phượng Chúa, thì chúng ta sẽ cẩn trọng rất là nhiều ở trong cái hành vi của mình để mình làm kiếm tiền. À, tôi xin đọc những câu kinh thánh ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 15. Đó là trong Giô-suê đoạn 24 câu 15 và trong suốt đoạn 8 câu 1 á, là khi mà Môi-se đề cập với lại vua Ê-díp-tô, vua Ai Cập á, đó là hãy cho dân ta đi. Và Kinh Thánh ở trong suốt cái Giết Tô Ký đoạn 8 câu 1 đó là hãy để dân ta đi để họ phục vụ ta. Thì cái từ phục vụ đó nó được gắn vào cái cụm từ Avoda, đó là hãy để dân ta đi để nó làm việc và nó thờ phượng ta. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta làm kiếm tiền thì cũng là một hành động chúng ta thờ phượng Chúa. Và khi mà chúng ta thờ phượng Chúa thì cũng có nghĩa là một điều gì đó mà làm sao để chúng ta suy tôn Ngài vinh hiển bằng hành động của chúng ta. Vậy có sự dạy dỗ gì cho những cá nhân của chúng ta ngày hôm nay? Tôi không biết ở Mỹ thế nào, nhưng mà ở tại Việt Nam thì tôi cũng là người hồi trước đi làm xây dựng. Khi mà tôi làm xây dựng á, thì ở Việt Nam họ không tính theo giờ giống như ở đây, nhưng mà họ tính 8 tiếng, từ 7 giờ rưỡi cho đến 11 rưỡi, rồi từ 1 giờ cho đến 5 giờ là một ngày 8 tiếng. Mà trong 8 tiếng đó thì là họ trả một cái số lương, ví dụ như 1.500.000 tiền Việt Nam, 1.500.000. Nhưng mà tôi quan sát thì tôi thấy nó có một số bất hợp lý xảy ra. Đó là những người công nhân, những người lao động họ làm á, thì nhiều khi 7 giờ làm á, thì nhiều khi họ cà kê dây ngỗng, nhiều khi tới 8 giờ họ mới làm. Rồi khi mà tới 5 giờ nghỉ á, thì khoảng chừng 3 giờ mấy à, là bắt đầu họ trộn hồ á, họ canh hồ trộn á, để làm sao mà nó đừng có bị lố cái giờ. Và thậm chí khoảng chừng 4 giờ mấy thì bắt đầu họ xong rồi, họ rửa bài để họ nghỉ sớm. Và chủ là người trả lương cho họ đều trả tiền 500 ngàn cho 8 tiếng hết. Có đúng không vậy? Vậy cái câu hỏi đặt ra là cái thời gian mà họ làm không đủ á, thì thiệt thòi cho chủ. Rồi tôi nhớ lại có một cái câu chuyện, đó là có những người họ làm ở một số công ty may mặc là công nhân á, khi họ làm thì ở trong phân xưởng đó còn có những cái cây kim, có những cái ống chỉ, có những cái chuyện mà giống như là của công ty để như vậy á, và họ nghĩ là chắc công ty không sử dụng, và họ lấy đó, họ bỏ giờ vỏ, và sau đó họ đi làm, họ đem về nhà, rất là tiện cho việc của nhà của họ. Và đối với số người về luật pháp á thì nó cũng không có gì là quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta là cơ đốc nhân, là người thờ phượng Chúa, và chúng ta hiểu rõ việc chúng ta đi làm kiếm tiền và việc mà chúng ta thờ phượng Chúa nó giống như nhau, thì chúng ta sẽ phải cẩn trọng ở trong cái hành vi của mình.
giờ 8 tiếng làm cho chủ thì phải làm hết 8 tiếng chứ không làm 7 tiếng. Cái những cái ống chỉ, những cây kim đó là của công ty và của chủ, mình không được quyền lấy, mặc dù nó không làm tổn thương ai, nhưng mà đối với chúng ta không được lấy, vì điều đó không làm vinh hiển cho anh Chúa. Amen. Rất rất là nhiều những cái ví dụ của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sống ở trong cái xã hội này. Và khi từ cái việc nhỏ đó quy làm được á, thì Đức Chúa Trời hứa với chúng ta là ai trung tín trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời ban phước để trung tín trong việc lớn, làm những việc lớn hơn. Tại sao à? Tại vì chúng ta trung tín từ những việc rất nhỏ, là khi chúng ta làm kiếm tiền, chúng ta công chính, chúng ta sống liêm chính, và chúng ta sống thành thật với những gì Chúa muốn, và điều đó làm vinh hiển danh Chúa. Thì khi mà Đức Chúa Trời tin cậy chúng ta, Ngài giao cho chúng ta những khối tài sản lớn, và chúng ta lại tiếp tục trung tín tiếp, thì Đức Chúa Trời Ngài ban phước còn lớn hơn những gì Chúa Ngài ban cho chúng ta. Amen không ạ? Thật sự nó xuất phát từ những cái bước thang đầu tiên mà chúng ta thờ phượng Ngài. Không phải là chúng ta đứng đây cầm micro, chúng ta hát ca ngợi Chúa mà là thờ phượng Chúa. Nhưng mà những giây phút mà chúng ta đi làm kiếm tiền, có những người rất là khổ khi phải làm từng cái bộ móng tay, là bộ nail á, để làm kiếm tiền. Và thậm chí họ không dám ăn, họ không dám xài, họ gửi tất cả số tiền đó về cho bà con của mình ở tại Việt Nam, để mong rằng bà con mình cũng biết Chúa. Và họ rất là vất vả để kiếm tiền. Nhưng mà có đôi lúc họ không nghĩ rằng những đồng tiền của mình kiếm được á, mình cũng làm sao phải làm vinh hiển danh của Chúa. Và tôi biết rằng có những người họ yêu mến Chúa lắm, vì họ rất là yêu mến Chúa, nhưng mà không bao giờ dâng hiến 1/10. Và tôi biết là có những người họ yêu mến Chúa, thật là yêu mến Chúa, nhưng mà khi mà kiểm sổ, tức là ban trị sự kiểm sổ, họ không dâng hiến. Và bao nhiêu tiền từ Mỹ này họ gửi Việt Nam để mua đất, để xây những căn nhà cho người thân của mình. Tôi thiết tưởng điều đó không sai, nhưng mà chúng ta nhớ cái câu chuyện của bà Maria không? Khi mà bà cầm cái chai dầu, bà đập, bà xích chân Chúa. Dù đại cơ rô đã nói thế nào à? Cái chai dầu này quý lắm, nó có giá trị rất là lớn, và nó giúp rất là nhiều người. Nhưng mà tại sao bà không lấy cái điều đó để giúp cho người nghèo, nhưng mà làm cái chuyện thật là phi lý? Chúa xin trả lời thế nào à? Chúa trả lời là điều đó cũng tốt, nhưng mà họ sẽ có những người nghèo quan tâm hơn, họ sẽ có mối quan hệ với người nghèo hơn, phần ta chẳng có gì. Cho nên chúng ta hiểu rõ được là nếu Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta phục vụ Chúa, và khi chúng ta làm việc kiếm tiền cũng như là hành động thờ phượng Chúa, tôn cao vinh hiển danh Chúa và hết lòng thờ phượng Chúa, thì chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho chúng ta. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu rõ điều này. Chúng ta dành tốt nhất để dâng lên Chúa. Có nhiều người họ nói tôi, tại sao ông cất cái nhà thờ vậy lớn quá vậy, và tại sao phải vay tiền ngân hàng để làm? Nhưng mà cá nhân tôi muốn dâng điều tốt nhất lên Chúa của tôi. Amen. Tại vì sao? Tại vì tôi biết rằng trong cuộc đời mình, hồi xưa mình không có gì cả, rồi mình cũng chẳng có được cái gì, rồi mình là người không ra gì. Đức Chúa Trời Ngài cứu cuộc đời mình, bây giờ mình có thể dâng được điều tốt nhất. Tôi muốn dâng điều tốt nhất cho Chúa, và tôi phải làm cẩn trọng những gì để dâng lên cho Ngài. Quý vị ơi, Chúa Ngài nhìn thấy tấm lòng của quý vị. Và nếu bắt đầu từ ngày hôm nay, từ những tháng đầu tiên, chúng ta không kiểm soát được, và trong hành vi mình không nghĩ rằng việc mình kiếm tiền là một hành vi mà mình tôn cao vinh hiển của Chúa đó, thì chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ bước lên nước thang thứ hai, nước thang thứ ba, để Đức Chúa Trời giao cho quý vị những việc tốt hơn, lớn hơn mà Đức Chúa Trời tin cậy quý vị. Chúa cho tôi có cái nhà, lúc bây giờ là năm 2014 chúng tôi mua, và mỗi tháng ở Việt Nam chúng tôi phải góp ngân hàng 60 mấy triệu. Số tiền 60 mấy triệu là khoảng chừng là 3,000+ đô tiền Mỹ vào thời điểm năm 2014, và hai vợ chồng chúng tôi được mặc khải để mua cái tòa nhà đó. Và một số người họ nói tôi kiêu ngạo hay lộng ngôn gì, tại số tiền nó quá lớn so với người Việt Nam. Nhưng mà chúng tôi không phải góp một tháng, quý vị biết nhớ bao nhiêu không? 10 năm. Và chúng tôi trả giá cho đức tin của mình để mua cái nhà đó, để phục vụ Chúa. 3 năm sau, Đức Chúa Trời Ngài ban phước cho công việc làm ăn của chúng tôi, và chúng tôi đã thanh toán hoàn toàn căn nhà đó. Nhưng mà suy nghĩ lại, tại sao Ngài chọn mình? Tôi cũng có gia đình, tôi cũng muốn được hưởng thụ chứ, tôi cũng muốn đi chơi du lịch nơi này nơi kia chứ.
Rồi những ngày nghỉ tôi muốn dẫn gia đình mình đi chơi shopping hay là đi du lịch thế này kia. Nhưng mà tại sao Chúa chọn mình? Tại vì Chúa thấy được tấm lòng của mình. Và Chúa thấy mình là người Chúa tin tưởng, Chúa giao. Và Chúa đặt niềm tin lên mình, mình phải làm. Có thể là rất là nhiều áp lực. Nhưng mà khi Chúa tin, Chúa giao là mình phải làm. Hồi xưa ở một căn nhà đóng tiền rác chỉ có 20-30 nghìn tiền Việt Nam, tức là khoảng chừng 1-2 đô thôi. Nhưng bây giờ khi mà qua nhà lớn thì phải gấp 7-8 lần, tức là đóng tiền rác gấp 7-8 lần như vậy. Rồi mình ở cái nhà nhỏ mình đóng tiền có 400-500 ngàn tiền điện thôi, nhưng mà qua nhà lớn á là phải đóng tiền tới 3-4 triệu tiền điện. Rồi ở nhà rồi mình không có xe máy, mình đi, mình nói đi xe hơi như vậy á thì được cái che nắng che mưa. Nhưng mà ở Việt Nam vị đi xe máy rất là tiện, 50 nghìn là đổ được một tuần lễ, tức là 50 nghìn tiền xăng là đổ đi một tuần lễ luôn. Nhưng mà đi xe hơi 50 ngàn không là cái gì cả. Và thậm chí có nhà không có phải đặt, phải để cái xe ngoài Bắc Kinh nó đốn tiền một tháng 1 triệu mấy để nuôi cái xe đó. Và rất là nhiều người đã bị thất bại khi họ bước quá chớn với những gì mà Đức Chúa Trời chưa tin cậy để giao cho họ. Mình phải là người bắt đầu từ những chỗ nhỏ nhất. Đó là khi mình làm việc, mình thờ phượng cũng là Avoda. Mình thờ phượng, mình ca ngợi Chúa cũng là Avoda. Nhưng mà mình ngồi, mình làm từng cái bộ móng tay, mình làm nail, hoặc là mình làm ở trong công sở, hay làm bất cứ gì đó, thì tất cả đều là Avoda để là suy tôn Chúa. Chúng ta được thay đổi rất là nhiều để làm được điều mà Đức Chúa Trời tin cậy cho chúng ta. Và cảm ơn Chúa qua điều đó thì ở phần tương ước thì có hai cái cụm từ, đó là Rotconel và Latria. Rotconel á có nghĩa là sự phụ phục hoàn toàn, và Latria đó là thờ phượng qua các việc làm không bắt buộc nhưng đầy lòng biết ơn. Câu kinh thánh mà tôi muốn chân dẫn ở trong Luca đoạn 10 từ câu 38 tới câu 42 nói về câu chuyện của bà Mary mà ma thầy. Đó là Mary đã chọn phần tốt, ngồi dưới chân Chúa để nghe Chúa Giêsu dạy cho mình. Nhưng mà thê thì làm gì? Ở dưới cái bếp kia đó, để lo những cái việc ăn uống cái hội thánh. Thật sự Chúa Giêsu nói là Mary khôn vì chọn phần tốt cho mình. Nhưng Chúa cũng không nói là những người kia là người không khôn. Nhưng mà tôi ước ghi lại cho chúng ta hai cái cụm này, hai cái cụm từ này để dạy dỗ cho chúng ta là có rất là nhiều con người hy sinh ở phía sau để lo cho chúng ta. Nhiều người thích thờ phượng là gì? Thấy phía trước, thấy người ta thấy mình. Nhưng mà có những người họ âm thầm, họ phía sau đó, họ nấu cho chúng ta từng cái bát cơm, từng cái gọi là những bát phở, bát miếng. Rồi nhưng mà đâu phải là nấu liền đâu, họ phải đi ra chợ, đúng không? Họ mua đồ. Có là họ phải chuẩn bị không phải hôm nay, mà họ phải hy sinh cái thời gian của họ để làm trước đây mấy ngày, hoặc là thậm chí hôm qua. Một giờ làm ở đây được 10 mấy đồng, gần 20 đồng. Vậy họ đi ra chợ, họ sắp xếp thời gian mấy giờ đồng hồ, họ mua cái đó đó, rồi họ sắp xếp, rồi họ đến đây, họ hy sinh thời gian của họ để họ làm việc đó. Ai trả công cho họ? Vì họ biết làm việc đó là làm bên hiện dành Chúa, và Đức Trời ban phước cho họ. Cho nên tôi muốn khích lệ những cái người mà phục vụ trong hội thánh phía sau, hội phía sau cái chỗ này á, thì đó là điều khích lệ Đức Chúa Trời thấy. Quý vị ơi, những ngày mà chúng ta làm việc đó Đức Chúa Trời thấy, và điều đó cũng không hẳn là việc xấu, nó việc không tốt. Nhưng mà cái thánh này là thờ phượng qua các việc làm không bắt buộc, nhưng mà vì lòng biết ơn mình làm. Tại sao mình làm? Vì mình yêu Chúa mình làm. Có ai hứa hẹn cho mình cái gì đâu mình làm, nhưng mà vì yêu mến Chúa mình làm. Mình làm vì đó, vì biết ơn Chúa. Nhưng có một cái dạng thờ phượng thứ hai, đó là sự phụ phục hoàn toàn. Đó là gì? Hướng dẫn làm việc và đầu phục dưới chân của Chúa. Buổi sáng nay thông điệp này tôi muốn gửi tới hội thánh của Chúa. Nếu mà nói về ở Mỹ với Việt Nam, về tri thức, về trình độ, về tài chánh, xin thưa Việt Nam một cái gì nó rất là khập khiễng. Và khi được đến đây tôi không biết nói về điều gì. Nhưng mà tôi muốn gửi đến toàn thể con dân Chúa, đó là quý vị ơi, hãy cẩn trọng về việc chúng ta làm kiếm tiền. Và nếu chúng ta làm kiếm tiền mà không gọi là
kìm những đồng tiền bất nghĩa Kinh Thánh ghi lại á, nó sẽ giống như là con đa đa ấp trứng nó không đẻ ra. Kinh khủng lắm quý vị, nếu chúng ta làm kiếm những đồng tiền không gọi là không công chính. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm những đồng tiền, chúng ta sống công chính và vinh hiển danh Chúa, và chúng ta làm việc như vậy thì Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta. Hãy nhớ một điều, Avoda là cụm từ tôi muốn nhắc đến trong buổi sáng hôm nay. Đó là gì? Đó là Avoda là làm việc và thờ phượng đều là một nghĩa như nhau. Nguyện xin lời của Chúa ngày đến với hội thánh của Chúa và xin Chúa ban phước cho chúng ta trong thời này. Tôi sẽ... Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.